Về già, đàn bà sướng hay khổ? Nhìn 5 điểm này là rõ. Quý vị thân mến, con người chúng ta nói chung và những người phụ nữ nói riêng, ai cũng mong muốn có một cuộc sống giàu sang, sung túc, không phải lo nghĩ nhiều về cơm áo, gạo tiền. Khi còn trẻ thì phụ nữ có thể phấn đấu, thế nhưng một khi có tuổi rồi thì ai cũng muốn an phận cho nhẹ lòng, có thể hưởng thụ, ngắm nhìn cuộc sống. Đối với một người phụ nữ khi về già thì không còn gì là sung sướng hơn khi mà sống chẳng cần phải lo nghĩ điều gì. Cuộc đời như vậy mới quả thực là đáng sống. Tuy nhiên, không phải người phụ nữ nào cũng có thể được hưởng cái phúc sung sướng ấy. Một người phụ nữ mà được hưởng sung sướng, phú quý khi về già thì ngay từ khi còn trẻ, chỉ cần nhìn vào 5 điểm sau đây là chúng ta có thể biết. Vậy 5 điểm đó là gì? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Thứ nhất là nhìn vào thái độ làm việc. Một người phụ nữ thông minh, biết nhìn xa trông rộng, khi còn trẻ họ rất chăm chỉ làm việc để sau này về già có thể an nhàn nghỉ ngơi. Khi còn trẻ, khi mà sức khỏe, sức trẻ có nhiều thì phải nhân cơ hội đó tìm mọi cách để thăng tiến trong sự nghiệp. Phải công nhận một điều rằng không phải ai trong số chúng ta cũng đều yêu thích công việc mình đang làm, không phải ai cũng làm việc với đúng đam mê của mình. Tuy nhiên, để đạt được thành công, đạt được ước mơ thì phải có thái độ làm việc nghiêm túc. Nhất là khi chúng ta vẫn còn đang trẻ, còn chưa có gì trong tay thì phải nỗ lực, cố gắng. Trẻ mà chịu vất vả thì già mới mong an nhàn. Chị em hãy nhớ kỹ đấy nhé. Thứ hai là nhìn vào người đàn ông bên cạnh họ. Nếu như gặp được một người đàn ông tử tế, biết tu chí làm ăn thì chắc chắn hậu vận về sau của người phụ nữ này sẽ vô cùng sáng lạn. Phụ nữ là hơn nhau ở tấm chồng. Câu nói này thì là luôn đúng. Gặp được người bạn đời trân trọng, yêu thương, quan tâm, chăm sóc, tôn trọng mình, vân vân, thật không có gì sánh bằng. Trong cuộc sống, không phải ai trong số chúng ta cũng có thể gặp được một người chồng tốt. Nếu như phụ nữ hạnh phúc vì họ gặp được một người bạn đời tốt, đối đãi chân thành, thì là vì kiếp trước họ đã sống thật tâm, đặt phúc đức lên hàng đầu, cho nên kiếp này được người yêu thương trùng thủy cả đời. Cội nguồn cho nhân duyên tốt đẹp của con người đều chính là từ bản thân biết trọng nghĩa, trọng tình. Với xã hội hiện đại ngày nay, không phải người phụ nữ nào cũng có được hồng phúc và gặp được một người chồng tốt. Tuy nhiên, chúng ta lại có thể cải thiện được nếu như chúng ta mong muốn có được một người chồng tốt. Trước tiên, hãy thay đổi cho chính bản thân mình, trở nên thành một người phụ nữ sống có tình, có nghĩa, sống có biết trước, biết sau, biết quan tâm người khác, vân vân. Khi có được những điều này thì các đức ông chồng sẽ không bao giờ phụ mình đâu. Thứ ba, nhìn vào cách đối nhân xử thế. Muốn biết hậu vận của một người phụ nữ ra sao thì chỉ cần nhìn vào cách đối nhân xử thế thường ngày của họ. Một người phụ nữ mà biết tu thân tích đức, đối xử chân thành với người khác thì sẽ luôn nhận được những điều an lành trong cuộc sống và mang lại phúc đức cho gia đình. Vậy mới nói, phụ nữ muốn có cuộc sống khỏe mạnh, trường thọ, con cháu đời đời an nhàn, giàu sang thì phải có tấm lòng nhân hậu, đối đãi với người khác bằng thiện tâm, chân thành nhất. Sự tu thân, tích đức của người phụ nữ còn được thể hiện rõ nét nhất ở bản chất khiêm tốn, không có cậy mình tài mà lại ra vẻ đắc ý. Làm người trước là đừng khoa trương tùy tiện, sau là đừng bao giờ trở nên đắc ý. Nên khiêm nhường một chút thì mọi thứ sẽ trở nên suôn sẻ hơn. Thứ tư, có những người bạn tốt. Phụ nữ mà có càng nhiều bạn bè tốt, sẵn sàng giúp đỡ mình khi mà mình gặp khó khăn, thì sau này bạn sẽ càng có cuộc sống yên ổn. Bởi vì thế, nếu như bên cạnh của bạn có nhiều bạn bè tốt, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi mà bạn gặp khó khăn, thì chính là phúc báo bạn nhận được từ kiếp trước. Nếu kiếp này bạn có được những mối nhân duyên tốt đẹp, thì nhất định cần phải biết trân trọng và chăm sóc các mối quan hệ đó. Ngay từ kiếp này, chúng ta hãy sống tốt để có thể đón nhận
nhiều bạn tốt đến với mình. Bạn bè là cần phải xây dựng trên cơ sở nền tảng của sự quan tâm chân thành với nhau, chăm sóc nhau, động viên nhau lúc ốm đau, hoạn nạn, vân vân. Không phải lúc nào cần giúp thì mới liên lạc với bạn bè, mà chúng ta phải quan tâm, phải hỏi thăm bạn hàng ngày. Cũng không có nghĩa là ngày nào chúng ta cũng phải liên lạc với từng người, từng người. Có thể một tuần, có thể một tháng chúng ta có thể hỏi thăm nhau. Khi đó, tình bạn như vậy trở nên nhiều gắn bó hơn. Chúng ta cho đi những gì mà chúng ta sẽ nhận lại vậy. Thứ năm, là người phụ nữ có lương thiện, có tu dưỡng. Người phụ nữ nào mà có một trái tim lương thiện, tu dưỡng sự thiện lương thì sẽ được nhận được ngày càng nhiều phúc báo. Thông qua những việc làm hàng ngày sẽ biết được một người phụ nữ này sẽ nhận được bao nhiêu phúc báo về sau. Người phụ nữ mà có số sung sướng về già, được tu dưỡng tốt thì thường không bao giờ nói nhiều, nhưng mà họ sẽ lên tiếng khi cần và biết khi nào nên nói, khi nào thì không. Lời nói của họ nhẹ nhàng, tình cảm, chân thành, không có gai góc nhưng mà đầy trí tuệ. Họ là người phụ nữ thanh lịch, không có cần trang điểm quá nhiều nhưng mà vẫn thể hiện được nét quyến rũ đặc biệt. Nếu như bạn quan sát, bạn sẽ thấy một điều rằng trang phục mà họ mặc cũng thể hiện sự gọn gàng, thanh lịch ở trong đó. Mộc mạc nhưng mà tươi mới, cổ điển và vẫn độc đáo. Người phụ nữ mà có sự tu dưỡng giống như là một người bảo vệ, quyết định sự hưng suy của một gia tộc. Đức hạnh của một người phụ nữ cũng không thể che giấu, chúng đều được biểu lộ ra những bên ngoài. Người phụ nữ mà có tu dưỡng tốt thì sẵn sàng chịu khổ cùng với chồng và kính trọng cha mẹ hai bên. Nhà có dấu hiệu này chứng tỏ phong thủy cực tốt, ở càng lâu gia chủ càng phất mạnh. Ngôi nhà nào sở hữu những đặc điểm dưới đây thì chứng tỏ phong thủy cực tốt, gia chủ càng ở lâu càng phất mạnh. Một ngôi nhà có phong thủy tốt sẽ giúp cho gia chủ không những là an cư lạc nghiệp mà còn ngày càng giàu có, làm ăn khấm khá, mọi sự trong cuộc sống đều được suôn sẻ. Thứ nhất là nhà không quá to. Ngày nay càng ngày càng có nhiều người làm giàu, nắm tiền tỷ ở trong tay. Mua nhà chẳng cần xem diện tích, cứ nhà càng to thì lại càng thích. Tuy nhiên, trong phong thủy thì tư tưởng này lại hoàn toàn sai lầm. Bởi vì không phải cứ nhà càng to là càng có phong thủy tốt. Trong sách Hoàng đế Trạch Kinh có viết: gia trạch có ngũ hư, trong đó một hư chính là nhà to mà người lại ít. Để nói kỹ hơn, bạn thử tưởng tượng mà xem, nếu ở trong một căn nhà với một diện tích quá lớn, trường khí trong căn nhà nhất định sẽ cực vượng, mà đâu phải ai cũng có thể chịu được trường khí cực vượng như vậy. Điều này sẽ liên quan đến việc số mệnh của một người có thể gánh được tài lộc hay là không. Có những người mệnh khí thì vượng, có thể giữ tiền, dù có nhiều tài lộc về tay cũng chẳng hề hấn gì. Song có những người phúc mỏng, mệnh mỏng, cứ tiền nhiều là bắt đầu gặp chuyện. Hết chuyện này là tới chuyện khác, cho tới khi tiêu hết tiền trong tay thì mọi chuyện mới ổn thỏa trở lại. Đó là chi, còn chưa nói đến cái việc nhà rộng thì nhân khẩu ít, dương khí nó vượng, cho nên dễ sinh ra những các luồng khí xấu, tự dưng lại gây hại cho vận trình của gia chủ. Thứ hai là trước nhà thoáng đãng, không bị chắn tầm mắt. Khi mà chọn mua nhà hay là chọn thuê nhà, tốt nhất bạn nên chọn những căn nhà mà có không gian về phía trước thoáng rộng, không có bị che chắn quá nhiều. Dù bị chắn bởi những nhà cao tầng hay là rừng cây cũng là đều không hề tốt. Nếu như trước nhà có tầm nhìn thoáng rộng thì căn nhà sẽ có nhiều ánh sáng mặt trời, không khí được lưu chuyển thì phong thủy tất sẽ là lý tưởng. Người sống ở trong căn nhà có phong thủy tốt như thế là đang tâm trạng dễ vui vẻ, lạc quan, vì vậy tài vận cũng dễ bề tăng tiến, kiếm tiền trở nên dễ dàng. Các cụ xưa có câu: gia hòa vạn sự hưng. Gia chủ mà tâm trạng vui vẻ thì gia đình hòa mục, các thành viên đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Đó chính là phong thủy tốt, tiền bạc, tài lộc gia tăng là điều tất nhiên. Thứ ba, âm dương cân bằng. Trong phong thủy
thì âm dương cân bằng là một điều vô cùng quan trọng. Bởi vì âm dương mất cân bằng thì vạn sự phát triển sẽ bất thuận. Dù là dương vượng hay là âm vượng đều là không tốt. Dương mà quá vượng thì căn nhà đó không có thích hợp để tài tích tụ lại. Còn dương mà suy, mà âm mà vượng thì dễ ảnh hưởng tới sức khỏe của người sống trong nhà. Với những căn nhà mà có dương quá vượng, do có quá nhiều cửa sổ chiếu sáng thì nên dùng thêm rèm cửa để ngăn bớt ánh sáng đi, tránh việc dương cực thịnh gây tán tài. Nếu như mà âm vượng, căn nhà tối tăm thì nên tìm cách để đón thêm ánh sáng tự nhiên vào nhà. Cũng có thể dùng ánh sáng nhân tạo bằng cách bật đèn cho góc tối ở trong nhà. Ở trong nhà mà có nhiều âm khí về lâu về dài thì sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của gia chủ, hay lo lắng bất an, dễ nóng giận, nảy sinh ra xung đột, tranh chấp với người khác, tiền tài cũng vì thế mà bị ảnh hưởng theo. Tránh chọn căn nhà có bốn bề mặt đều là cửa kính, dễ tích tụ quá nhiều ánh sáng dẫn tới họa huyết quang, khiến cho gia chủ gặp nhiều sự cố, làm mất máu hay là thương tích.